Marcelo chia tay Real Madrid là điều đã được dự báo từ trước. Nhưng khi nó xảy ra, những cổ động viên của Kền Kền Trắng vẫn không khỏi bồi hồi và tiếc nuối. Họ nhớ về một thời hậu vệ này làm khuấy đảo hành lang cánh trái với kỹ năng tấn công, kiểm soát bóng đúng chất một vũ công samba. Nhìn cách đội chủ sân Bernabeu tri ân Marcelo, không ít những huyền thoại của đội bóng này như là Casillas, Raul Gonzalez phải cảm thấy chạnh lòng. Nhưng Marcelo xứng đáng với điều đó, vì anh đóng vai trò then chốt trong kỷ nguyên hoàng kim nhất của Real Madrid. Hãy cùng nhìn lại hành trình của Marcelo với 16 năm gắn bó với Real, với 25 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, và bạn sẽ hiểu được vì sao anh từng được mệnh danh là hậu vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Marcelo xuất thân trong một gia đình rất nghèo, trong lòng khu phố nhỏ Catete của Rio de Janeiro. Khởi đầu của anh là câu lạc bộ Futsal Hellenico. Đó là một câu lạc bộ do chú của anh và những người khác ở địa phương lập ra. Mục đích ban đầu là mang đến cho những đứa trẻ niềm vui trong cuộc sống, nhằm hướng chúng tránh xa những tệ nạn đang tràn lan thời bấy giờ, trong đó có cả buôn bán ma túy. Không mất nhiều thời gian để Marcelo thu hút được sự chú ý của các câu lạc bộ lớn ở Rio, trong đó có cả Fluminense. Marcelo sớm được chuyển từ Futsal sang bóng đá 11 người. Tài năng của anh được thể hiện rõ ràng đến nỗi chỉ sau 1 năm rưỡi và tầm 31 trận chơi cho Fluminense, các câu lạc bộ lớn hơn tại châu Âu đã bắt đầu hỏi mua anh. Đứng đầu trong số đó là Sevilla, đội bóng vùng Andalusia của Tây Ban Nha đã nhanh chóng tiếp cận với Fluminense và đạt được những thống nhất ban đầu. Nhưng nhiều nguồn tin còn cho rằng một thỏa thuận đã được hoàn tất giữa hai bên. Nhưng sau đó Marcelo nghe được một tin đồn phong phanh từ ai đó rằng Real Madrid đang quan tâm đến anh. Chính anh đã lên hỏi ban lãnh đạo Fluminense xem đó có phải là sự thật hay không, và họ xác nhận điều đó. Khi nghe thấy thế, Marcelo biết rằng chỉ có một nơi duy nhất, nơi anh có thể và muốn đến trong sự nghiệp là giải ngân hà tại sân Bernabeu. Cho đến ngày nay, phù thủy chuyển nhượng Monchi, tức giám đốc thể thao Sevilla, vẫn xem thương vụ bất thành này là một trong những thất bại khó chịu nhất trong sự nghiệp của mình. Marcelo gần như đã sắp lên máy bay để ký hợp đồng với Sevilla, nhưng cậu ấy lại chọn Real Madrid, Monchi kể lại. Mọi thứ sau đó trở nên đột ngột chỉ sau tích tắc. Marcelo cho thấy mình đang ở Madrid để ký hợp đồng. Trong buổi ra mắt Real, anh càng ngạc nhiên khi thấy có đến 55.000 khán giả đến xem anh bước ra sân cỏ. Với một chàng trai quê xuất phát từ gia đình nghèo của Brazil, đó là điều không thể tin được. Sự kiện ra mắt ấy diễn ra vào đầu năm 2007, cụ thể là vào tháng 1. Và trong lễ ra mắt ấy, chủ tịch Real lúc bấy giờ, Ramon Calderon, nhấn mạnh: "Marcelo là một bản hợp đồng quan trọng với chúng tôi. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ, là người sẽ tạo ra sự tươi mới cho đội bóng và là một phần quan trọng trong kế hoạch kế những cầu thủ trẻ hơn vào đội hình. Chúng tôi rất vui vì Marcelo là một viên ngọc trai mà một nửa châu Âu thèm khát." Thực vậy, thời điểm ấy thậm chí nhiều khán giả ca ngợi anh là người kế thừa tiềm năng của huyền thoại Roberto Carlos ở cả Brazil lẫn Real Madrid ở vị trí hậu vệ trái. Bởi thế mà dù đáng lẽ ở tuổi 19 và mới sang châu Âu, Marcelo nên dành thời gian nửa mùa còn lại ở năm đó để chơi cho đội trẻ. Nhưng huấn luyện viên Fabio Capello quyết định cho anh tập luyện ngay với đội 1, tức là anh được tập cùng những ngôi sao đình đám nhất như Carlos, Fabio Cannavaro, Guti, Raul, Beckham hay Ronaldo béo. Thậm chí khi chính Real muốn cho các đội khác mượn Marcelo để giúp anh có thêm kinh nghiệm thi đấu tại La Liga, chính cầu thủ trẻ này đã từ chối. Anh không ngại chuyện ngồi dự bị, anh muốn ở lại, cạnh tranh và chiến đấu cho một vị trí ở câu lạc bộ. Đó rõ ràng là một sự lựa chọn khó khăn vì đội 1 Real lúc này chưa cần một hậu vệ trẻ đá chính thường xuyên. Nhưng cuối cùng hóa ra quyết định đó lại có lợi cho tất cả các bên. Song không chỉ về cơ hội thi đấu, Marcelo còn phải đối diện với chuyện sốc văn hóa. Luôn luôn rất khó khăn khi rời khỏi quê cha đất tổ để đến thích nghi với một nơi khác. Khí hậu ở châu Âu cũng khác hoàn toàn so với Brazil. Cũng là tính cách con người, nhưng thật may Real Madrid vẫn còn sở hữu Roberto Carlos. Carlos chính là thần tượng thời thơ ấu của Marcelo, không giống như những người khác. Khi chơi trên các báo biển của Botafogo, Marcelo tự đóng giả Carlos thay vì là Ronaldo de Lima, Pele hay Garrincha. Khi Marcelo lần đầu tiên gặp Carlos, chuyện kể lại là anh đã cứng họng và không thể thốt lên một lời nào. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào thần tượng với ánh mắt ngưỡng mộ. Phải, Marcelo là một chàng trai thật nhút nhát vào thời điểm đó. Roberto Carlos chính là người quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất với những ngày đầu của Marcelo tại Real Madrid. Thần tượng bắt đầu trở thành thành viên trong gia đình của Marcelo và bạn gái đồng hương Clarice, người cũng đã bay sang Tây Ban Nha để xây dựng hạnh phúc cùng anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Carlos đã cho Marcelo số điện thoại và nói: "Hãy gọi cho anh ngay lập tức nếu cậu và bạn gái cần bất cứ điều gì." Tất nhiên là đôi uyên ương rất ngại, nhưng thực tế là Carlos đã giúp họ rất nhiều lần. Huyền thoại này còn mời Marcelo và gia đình đến nhà đón Giáng sinh khi họ không thể về Brazil vì bận thi đấu. "Cậu ấy là một đứa trẻ có cùng ước mơ với tôi, nhưng cậu ấy cần được giúp đỡ trong những ngày đầu trước khi tự đi con đường đó," Carlos khẳng định. Tình anh em của họ cũng đơm hoa kết trái trên sân cỏ khi đích thân Roberto Carlos dìu dắt Marcelo trong những ngày đầu hòa nhập với lối chơi của Real. Việc hầu như chàng trai này không biết gì về chiến thuật của bóng đá châu Âu hiện đại khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn. Lợi thế duy nhất của Marcelo là sự kết nối tốt về mặt suy nghĩ,
và cả bản năng của một hậu vệ Brazil với Carlos. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2007, huấn luyện viên Capello cho Marcelo đá trận ra mắt Los Blancos trước Racing de Santander. Trận đấu kết thúc với tỷ số thua 1-2. Rõ ràng đó không phải là một sự khởi đầu tươi sáng. Marcelo sau đó phải học từng chút một và chủ yếu là từ băng ghế dự bị cho đến năm 2009. Chỉ đến khi huấn luyện viên Juan de la Mota táo bạo thử nghiệm Marcelo ở vị trí tấn công bên cánh trái, anh mới đạt được dấu ấn khổng lồ đầu tiên khi ghi một bàn thắng trong chiến quả 4-0 trước Sporting Gijon. Sau đó, anh còn ghi đến 4 bàn thắng ở mùa giải năm ấy. Mùa 2009-2010 dưới thời Manuel Pellegrini, Marcelo bắt đầu trở thành cầu thủ đá chính thường xuyên để có thể mang đến sự linh hoạt và tốc độ cần thiết ở hành lang trái của Real. Anh thậm chí đứng đầu bảng xếp hạng vua kiến tạo của La Liga mùa giải 2009-2010 để khẳng định cho tài năng trợ công hiếm có khó tìm của hậu vệ này. Nhưng thực sự là phải đến mùa giải 2010-2011, dưới thời của huấn luyện viên Jose Mourinho, Marcelo mới mang đến những gì tốt nhất của mình. Cho dù là tập trung phòng ngự nhiều hơn nhưng anh vẫn nhận được những lời khen ngợi trong suốt mùa giải. Marcelo đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League trong mùa giải ấy và là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Olympic Lyon. Màn trình diễn tốt vào mùa giải năm đó giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu của năm của UEFA. Marcelo trở thành một trong những cầu thủ được người đặc biệt yêu thích nhất. Ông cũng sử dụng cầu thủ này nhiều thứ chín. Những bằng chứng đó nói lên đẳng cấp và ổn định trong hậu vệ người Brazil được chiêu mộ với giá rẻ. Marcelo có thể là một cầu thủ không quá giỏi phòng ngự nhưng luôn mang đến cho các huấn luyện viên sự an tâm. Nhờ có anh, Ronaldo ở cánh trái giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự. Mỗi lần tấn công, số 7 không phải lo lắng ngoảnh mặt nhìn về phía sau xem có xuất hiện những khoảng trống mênh mông hay không. Giá trị của Marcelo không cần phải bàn cãi. Mỗi lần ra sân, ngôi sao có mái tóc xù luôn chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Nhà báo Ruben Jimenez của Marca gọi hậu vệ này là người định đoạt số phận trận đấu. Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Marcelo quan trọng như Ronaldo vậy. Chính những nền tảng đó giúp Marcelo giành được những danh hiệu cao quý nhất cùng Real sau này như 4 FIFA Club World Cup, 5 Champions League và 6 La Liga cùng Real. Tổng cộng là 25 danh hiệu cao quý. Câu chuyện chinh phục Champions League của Marcelo cũng rất thú vị và nó cũng tiêu biểu cho hành trình chiếm lấy vinh quang của anh cùng Real Madrid. Từ khi đến Real, Marcelo đã chờ đợi đến 8 năm, gần một thập kỷ để có cơ hội chơi trận chung kết Champions League đầu tiên trong năm 2014. Song anh lại phải ngồi trên băng ghế dự bị. Dù đã chơi 4 trận liên tiếp trong hành trình đến chung kết năm đó, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti thời điểm ấy vẫn đặt niềm tin vào Fabio Quintão, người đã chơi xuất sắc trước Bayern Munich ở bán kết. Khó có cầu thủ nào có thể bình tĩnh khi bị cho ngồi dự bị ở một trận chung kết, đặc biệt là trên đỉnh châu Âu. Nhưng Marcelo vẫn phải tôn trọng quyết định của Ancelotti. Chiến lược gia người Italia đã cố gắng xoa dịu và hứa hẹn với Marcelo rằng anh vẫn là nhân tố quan trọng. Cuối cùng Marcelo được tung vào sân trong hiệp 2 và trở thành một trong những chiếc chìa khóa vàng để giúp mở khóa hàng thủ chắc chắn nhất thế giới của Atletico. Cảm xúc dâng trào để hoàn tất chiến thắng sau cú La Decima, tức chức vô địch Champions League thứ 10 trong lịch sử của Real Madrid, Marcelo đã không cầm được nước mắt. 8 năm sau ngày gia nhập sân Bernabeu, anh đã phát triển thành một hậu vệ trái và là một ngôi sao bóng đá ngoạn mục. Cũng chính anh đã trở thành một leader, một thủ lĩnh thần tượng của mình khi xưa, Roberto Carlos. Từ sau cú La Decima, thế giới đã bắt đầu công nhận tài năng xuất chúng của Marcelo. Và từ thời Carlo Ancelotti, các hậu vệ cánh càng được coi trọng hơn trên phương diện trợ công. Nhờ đó mà những màn trình diễn táo bạo của anh đã làm say đắm cả thế giới và các Madridista. Chẳng bao lâu anh trở thành cái tên dẫn đầu trong các cuộc thảo luận về hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ David Alaba, một đồng đội tại Nian sau này, Marcelo vẫn là sự lựa chọn số 1 của rất nhiều người. Cuối cùng, không sự nghi nhận nào to lớn hơn là lời bình luận của chính các host, cậu nhóc ngày nào mà anh dìu dặt, nay đã trở thành người đội trưởng và vừa nói lời chia tay trọn vẹn bằng việc nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League một lần nữa trong trận đấu cuối cùng. Để như đã nói, làm tròn số danh hiệu anh giành được lên cột mốc 25. Khoảnh khắc Marcelo nâng cao chiếc cúp vô địch La Liga trên sân Santiago Bernabeu ở vòng 34 mùa trước, anh đã vượt qua huyền thoại Paco Gento để chính thức trở thành người sở hữu nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử Real Madrid. Trong buổi lễ ăn mừng diễn ra sau đó, người ta thấy hậu vệ người Brazil quàng lá cờ câu lạc bộ và hôn lên tượng nữ thần Sibus. Lịch sử khắc ghi, anh trở thành đội trưởng đầu tiên không phải người Tây Ban Nha có vinh dự được thực hiện nghi thức này. Đó là một hình ảnh thật đẹp đánh dấu cho những ngày tháng cuối cùng khoác áo Los Blancos của vị cận vệ già. Tôi có nhiều sức mạnh hơn Marcelo nhưng cậu ấy khéo léo hơn và thông minh hơn. Khi cầm bóng, cậu ấy kiểm soát tuyệt đối và sở hữu nhiều phẩm chất hơn tôi. Marcelo đã đi vào lịch sử của Real Madrid, của bóng đá Brazil và toàn thế giới. Sẽ còn có rất nhiều hậu vệ trái được sản sinh ra, nhưng họ sẽ rất khó đạt đến đẳng cấp của Marcelo.